Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình giới thiệu cho bạn về dự án Pixelverse, một cái nền tảng về là GameFi, về cái cách mình khai thác token qua hình thức là mining là một, và thứ hai nữa qua hình thức là game play to earn. Đây là một cái nền tảng hệ sinh thái phát triển chủ yếu về game, nhưng mà đã chiếm được một cái thị trường khá là mạnh thông qua cái việc mà họ đã hợp tác với rất nhiều cái nền tảng ví như là ví OKX, ví Chớt, ví MetaMask, và ngoài ra thì họ còn đang hợp tác với rất nhiều các nền tảng sàn giao dịch, đặc biệt như là bên phía sàn Bybit Official thì cũng đã có một cái bài cách đây 2 ngày trước về cái mối quan hệ hợp tác, và cũng có cả cái phần thưởng lên đến là 30.000 token khi mà tham gia chiến dịch trong cái sự kiện mà hợp tác giữa nền tảng Pixelverse và bên phía sàn Bybit. Thì cho thấy đây là một cái dự án cực kỳ là phát triển và tiềm năng. Cái cơ hội mà mình đào, mình khai thác đồng quay dự án thì cũng có thể là còn lại là rất là nhiều, vì dự án cũng mới chỉ là trong cái bước mà bắt đầu phát triển bot ở trên Telegram cho mình. Thứ nhất là mining, và thứ hai nữa thì mình có thể là chơi game để mà khai thác kiếm ra cái đồng quay, đồng token dự án. Thì bây giờ mình sẽ là chuyển sang cái bước hướng dẫn bạn về cái cách các bạn đăng ký và khai thác. Thì đường link mình sẽ để ngay bên dưới phần mô tả và bên dưới phần bình luận của là video. Và sau khi bạn lấy đường link thì nó hiện một cái bảng thông báo như này, bạn sẽ bấm chữ là Sign Messenger. Ở đây nó hiện một cái bảng thông báo về dự án ấy, thì các bạn sẽ bấm chữ Start đây. Và có thể nó hơi chậm một chút phản hồi thì bạn đợi, vì số lượng người mà join dự án khá là nhiều. Rồi như vậy, sau khi mà các bạn bấm chữ Start nó hiện cái thông báo thì bạn bấm đây để mình vào bên trong. Và đây nó báo là tham gia kênh Telegram và kiếm được 30.000 xu. Thì bạn bấm là bắt đầu đây. Ở đây thì bạn bấm ở chỗ là tiếp theo, hoặc là các bạn có thể là bỏ qua nhé. Các bạn bấm bỏ qua này cũng được, mình vào bên trong này. Thì cái thứ nhất đây là cái nhiệm vụ mà các bạn có thể kiếm một cái token dự án lên đến là, mỗi nhiệm vụ lên đến là 30.000 và 10.000. Thì bằng cái nhiệm vụ là mình sẽ follow những cái trang mạng xã hội dự án. Chẳng hạn nếu bạn làm nhiệm vụ bên trên thì mình bấm ở đây, bấm vào bắt đầu ở đây, các bạn bấm vào join đây và các bạn thả tim một cái này, quay lại đây thì các bạn sẽ bấm vào chữ claim ở đây. Và tương tự như vậy, có cái nhiệm vụ nào thì các bạn làm hết thì mình nhận nhé. Cái nữa thì ở cái mục kiếm này là cái mục mà cho mình sẽ là mining tự động, cứ sau 8 tiếng thì mình sẽ vào đây mình claim và kích hoạt lại máy đào. Các bạn bấm chỗ là claim đây ấy, bắt đầu các bạn nhìn thấy là kích hoạt xong là 8 tiếng nó đào. Thì cứ hết 8 tiếng mình vào đây mình nhận, hoặc là nhận trước 8 tiếng vẫn được. Còn ở trên này thì nó sẽ có mục cho bạn là đổi ngôn ngữ. Nếu bạn muốn dùng tiếng Việt thì bạn chọn sang tiếng Việt và bấm tiết kiệm để mình lưu lại cái ngôn ngữ. Ở cái mục ví này thì dự án đã hợp tác với rất nhiều ví, như là ví trên Binance này, là OKX, Bybit và HTX là sàn Hobi, KuCoin, MacRobo, BitGate và ChurchOneNit, và cả cái nền tảng sàn là 1x.com và ví khác. Cái liên kết ví này thì các bạn liên kết sau vẫn được, nhưng mà cái hình thức liên kết ví thì mình vào đây mình báo là tôi đã có ví này, thì nó yêu cầu là lấy cái mã ví của là mạng ETH ERC20. Các bạn phải là nhập bằng tay và họ không cho mình là copy pass, là yêu cầu bắt buộc phải nhập từng cái ký tự bằng tay đây. Xong rồi bạn bấm vào làm được rồi để mình liên kết. Như vậy cái liên kết ví lúc nào rảnh các bạn làm, và cũng chưa gấp gáp phải là liên kết. Và cái kiếm nữa để mà mình nhận thêm cái token này qua hình thức là game play to earn thì ở cái mục là chiến đấu này, nó sẽ có tính năng. Thứ nhất là ở cái chiến đấu này thì mình sẽ solo người với người, có nghĩa là các bạn sẽ vào tự ghép đội, không phải ghép đội mà ghép mà 2 người chơi với nhau, và nếu mình mà ghép vào những người mà được chiến họ mạnh hơn thì chắc chắn là mình thua và mình sẽ phải là trừ cái đồng quay các bạn nào được. Còn nếu được chiến của bạn là mạnh hơn, các bạn chơi win thì mình sẽ thắng. Và để mà chơi chiến đấu đây thì mình cần là nâng cấp cái con pet của mình, con pet level càng cao thì cái lực chiến càng mạnh, mình đào càng nhanh là một. Và khi mình vào đây mình chơi game thì cái cơ hội, cái xác suất là các bạn thắng nó sẽ là cao hơn. Vì khi chơi ở đây mình sẽ ghép ngẫu nhiên, có thể là ghép với cái người để mà cái lực chiến họ mạnh hơn mình rất là nhiều nhé. Để mà nâng cấp cái con pet cho nó đào và để chơi game thì bạn bấm chỗ là nâng cấp này, nó hiện như này thì mình bấm vào đây, mình sẽ tiêu hết cái bước ban đầu level 1 lên cấp 2 là 5.000 coin. Các bạn bấm đây và chờ xác nhận. Để mà nâng cấp tiếp lên level cao nữa thì bạn bấm vào chỗ
Nâng cấp này tốn là 20.000 nhé, 20.000 mình nâng cấp. À, các bạn muốn nâng cấp đến đâu thì mình sẽ nâng cấp đến đấy. Rồi như vậy thì ở cái mục là chiến đấu này các bạn chơi cũng được và không chơi cũng được. Và ở cái mục là phần thưởng này thì nó sẽ có cái phần thưởng cho những cái người mà tham gia chơi chiến đấu trong cái mục là chơi game ấy, để mà ăn chia cái pool thưởng nữa. À, nhưng mà ở cái mục chơi này nếu mình chơi mà thua là bạn phải trừ nhé, trừ cái điểm quay, còn nếu mình chơi thắng thì bạn sẽ nhận điểm quay. Ở cái mục mã mời này thì bạn bấm đây và các bạn bấm mời bạn bè, cuối cùng bạn bấm vào sao chép liên kết này để bạn mang đi giới thiệu cho bạn bè đăng ký. Và ở cái mục là đứng đầu này xếp hạng về top những người mà giới thiệu hàng tuần nhiều nhất nhé, và có một cái pool thưởng giới thiệu lên đến là 110.000 USDT, nhưng mà cái này đa phần ở bên nước ngoài họ đã chiếm hết vị trí top, còn lại thì nên là để mà kiếm được cái vị trí này thì mình nghĩ là cũng khó lắm, vì bên nước ngoài họ những người mà thấp nhất thì cũng đã kiếm lên đến là gần 5.000 cái lượt mà giới thiệu nhé. Như vậy thì hàng ngày các bạn sẽ có những cái nhiệm vụ để mình kiếm cái đồng quay như sau. Thứ nhất là ở mục kiếm thì các bạn sẽ đào cứ sau 8 tiếng vào đây cờ lên để mà kích hoạt máy đào. Còn ở cái mục chiến đấu này nếu bạn là biết lân lực chiến thì bạn vào đây mình trải nghiệm, mình chơi game và họ sẽ ghép là ngẫu nhiên, có thể gặp những người mà level thấp hơn thì mình sẽ win, mình thắng. Còn nếu các bạn gặp những người mà level cao hơn thì mình chơi thua, thì đồng nghĩa việc mình sẽ bị trừ cái điểm quay mà các bạn đào được ở đây. Và như vậy đây là một cái dự án đào quay qua hình thức là game file play to earn rất là tiềm năng. Dự án này thì mình nghĩ sau này nó còn phát triển mạnh nữa, nên đây cũng chỉ là cái bước bắt đầu dự án cho mình là khai thác. Và ở cái mục chiến đấu này cũng là chỉ là tập làm quen với hình thức là chơi game. Ở bên trên này còn có cả cái mục để mình sẽ là mua những cái con pet để mà tăng cái lực chiến nhé. Nếu bạn nào mà mình khám phá thì các bạn có thể vào đây để mình khám phá thêm những cái danh mục mà mình có thể nâng cấp pet hay là mua pet. Còn bây giờ mình xin được gửi đến các bạn là video dẫn, mình cũng xin là dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau.